Chào tất cả các bạn. Trong video này, mình sẽ nói về loa chủ động và loa thụ động, sự khác biệt và những ưu nhược điểm giữa chúng. Loa nào cho âm thanh hay và nên lựa chọn cái loa nào để tối ưu cho cái dàn âm thanh của bạn. Đầu tiên, một thì chúng ta hãy đi vào khái niệm về loa chủ động và loa thụ động. Vậy loa chủ động là gì? Loa chủ động là loa được tích hợp mạch khuếch đại công suất hay âm ly ở bên trong thùng loa. Loa chủ động nó còn gọi là loa liền công suất, tên tiếng Anh là active. Thì cấu tạo của loa chủ động bao gồm các cái củ loa, phân tần, mạch khuếch đại âm ly, thùng loa và nhiều chiếc loa nó còn được tích hợp thêm mixer, bộ giải mã DAC, EQ hay là compressor, vân vân. Thế còn loa thụ động là gì? Loa thụ động là loa không được tích hợp âm ly ở bên trong thùng loa mà cần một chiếc âm ly rời vào bên ngoài để làm nguồn cung cấp tín hiệu âm thanh công suất lớn để loa có thể hoạt động. Loa thụ động hay còn gọi là loa bị động, loa không liệt công suất, tên tiếng Anh là passer. Thì cấu tạo của loa thụ động thì bao gồm các củ loa, phân tần và thùng loa. Thì nó có cấu tạo đơn giản hơn là loa chủ động các bạn nhé. Phần 2 thì làm sao để các bạn nhận dạng được đâu là loa chủ động và đâu là loa thụ động. Thì khi mà các bạn thấy một chiếc loa, để biết được đâu là loa thụ động và đâu là loa chủ động thì các bạn dựa vào hai yếu tố sau. Đối với loa chủ động, một thì nó có các cái đầu nối input hay output tín hiệu ở mặt sau của loa. Hai là nó có cái rắc cắm nguồn ở mặt sau của loa. Còn ở trên loa thụ động thì nó không có cái rắc cắm nguồn mà nó chỉ có cái đường input hoặc output để chúng ta cắm cái rắc logic hoặc đấu dây vào để đưa tín hiệu từ âm ly vào loa các bạn nhé. Phần 3 là sự khác biệt giữa loa chủ động và loa thụ động như thế nào. Một, đối với loa thụ động nó không cần cấp nguồn điện để hoạt động, còn loa chủ động thì để hoạt động được thì chúng ta cần phải cấp nguồn điện cho nó. Hai, đó là loa thụ động thì nó phải có một cái âm ly hay bộ khuếch đại tín hiệu rời bên ngoài thì nó mới có thể phát ra được âm thanh. Còn đối với loa chủ động, vì nó được tích hợp âm ly ở bên trong thùng loa nên là chúng ta sẽ không cần âm ly rời ở bên ngoài nữa, mà chúng ta chỉ cần đưa tín hiệu từ âm ly hay từ điện thoại vân vân vào trực tiếp loa là loa có thể phát ra âm thanh các bạn nhé. 3 thì đối với loa thụ động, nó xử lý tín hiệu ở mức loa. Cái mức tín hiệu ở mức loa chính là cái mức tín hiệu rất là cao. Bởi vì khi mà cái tín hiệu âm thanh nó đi từ bàn mixer hay là từ vang số vân vân, nó đi qua âm ly thì nó được âm ly khuếch đại lên tới từ vài millivolt hay vài volt lên tới hàng chục volt. Sau đó thì từ âm ly nó sẽ cấp cho loa. Và vậy loa nó làm việc với cái mức điện áp tương đối cao. Còn đối với loa chủ động thì nó xử lý tín hiệu âm thanh ở mức đường truyền. Đường truyền audio nó chỉ vài millivolt đến vài volt thôi, là cái tín hiệu audio nó chạy trong EQ hay là mixer hay micro, sau đó nó truyền trực tiếp tới loa luôn các bạn nhé. 4 thì loa thụ động nó có thể kết hợp nhiều âm ly khác nhau để hoạt động. Chẳng hạn như bạn dùng với âm ly A, bạn không thích, bạn lại chuyển đổi sang một chiếc âm ly B chẳng hạn, đúng không ạ? Còn đối với loa chủ động thì nó chỉ hoạt động với âm ly mà được tích hợp ở bên trong nó. 5 thì loa thụ động nó có trọng lượng nhẹ hơn. Còn loa chủ động thì cái trọng lượng của nó nặng hơn. Bởi vì nó được tích hợp cả cái âm ly ở bên trong mà. Thì chúng ta đang so sánh hai cái thùng loa nó tương đương nhau các bạn nhé. 6 thì loa thụ động nó có mức giá thấp hơn. Còn loa chủ động có mức giá cao hơn rất là nhiều. Bởi vì là nó được tích hợp nhiều thiết bị bên trong thì chắc chắn là cái giá nó cao hơn là đương nhiên rồi. 7 thì loa thụ động nó yêu cầu nhiều thiết bị phụ kiện bên ngoài đi kèm, ví dụ như dây dẫn đi kèm kết nối giữa thiết bị này thiết bị kia, rồi dây dẫn kết nối từ âm ly vào loa đó. Thế còn đối với loa chủ động, do được tích hợp nên nó ít phụ kiện bên ngoài, cũng như là các cái dây dẫn tín hiệu nó cũng được giảm bớt đi rất là nhiều. Có những chiếc loa mà chúng ta chỉ cần đưa tín hiệu từ mixer hay equalizer tới trực tiếp tới loa luôn, chứ không cần phải kết nối giữa thiết bị equalizer rồi là vang số rồi sau đó chúng ta mới đưa tới âm ly rồi chúng ta mới
đưa tới loa như là loa thụ động các bạn nhé. 4. Chúng ta sẽ sang những ưu nhược điểm của loa chủ động và loa thụ động. Đối với loa thụ động, ưu điểm đó chính là nó dễ nâng cấp dàn âm thanh. Chúng ta không thích loa này, chúng ta đổi loa khác. Chúng ta không thích công suất này, chúng ta đổi công suất khác. Đúng không? Chúng ta không cần phải đổi cả âm ly lẫn loa các bạn nhé. Hay là nếu mà hỏng loa thì chúng ta có thể lấy một chiếc loa khác về ghép với cái âm ly. Hay là hỏng âm ly, chúng ta lấy một chiếc âm ly khác về ghép với loa. Chúng ta vẫn dùng được bình thường. Đó. Thứ hai là nó có trọng lượng nhẹ, di chuyển nó cũng dễ dàng hơn. 3 là việc bảo trì, sửa chữa cũng dễ dàng, ít tốn kém hơn. Hỏng cái nào chúng ta sửa cái đó, đúng không? Chúng ta sẽ không phải sửa cả âm ly lẫn loa. 4 thì cái việc điều khiển nó cũng đơn giản hơn. Các bạn có thể tắt bật hay là vặn các cái volume trực tiếp ở trên công suất thì nó thay đổi âm lượng ở trên cả cái dàn loa luôn. 5 thì nó có cái giá rẻ hơn các bạn nhé. Về nhược điểm thì đối với loa thụ động, chúng ta phải có cái âm ly ở rồi bên ngoài và cáp loa riêng biệt thì nó mới hoạt động được. Điều này dẫn tới nó khá cồng kềnh. Chẳng hạn như bạn muốn đánh loa full hay loa sub thì chúng ta phải đi dây dẫn cũng như là phải cần các cái bộ phân tần riêng biệt cho chúng thì chúng mới có thể phát ra được âm thanh loa full hay loa sub. 2 là chúng ta phải tính toán ghép lối âm ly và loa sao cho các cái thông số trở kháng cũng như công suất của chúng tương đương, phù hợp với nhau. Bởi vì nếu mà chúng ta phối hợp giữa trở kháng và công suất của chúng chênh lệch nhau, nó dẫn đến hư hại loa hoặc âm ly các bạn nhé. 3, đó là nhược điểm của loa thụ động, đó là nó làm việc với cái tín hiệu không cân bằng. Do vậy nếu chúng ta chạy dây loa không cân bằng quá dài giữa âm ly và loa thì nó sẽ làm hao mòn tín hiệu cũng như là sinh ra nhiễu ở trên đường truyền, làm cho cái âm thanh phát ra ở loa nó sẽ không được sạch sẽ, đúng không? Rồi chúng ta sẽ sang ưu nhược điểm của loa chủ động các bạn nhé. Đối với loa chủ động nó có các cái ưu điểm sau. 1 thì nó được thiết kế hợp nhất nhiều thiết bị trong một, đúng không? Do vậy thì cái việc lắp đặt cũng như là tháo dỡ cũng rất là nhanh chóng, nhanh gọn các bạn nhé. 2 đó chính là nó không cần âm ly rời. Bởi vì là âm ly nó đã được tích hợp sẵn bên trong thì chúng ta chỉ cần đưa tín hiệu vào là chúng ta sử dụng thôi. 3 là chúng ta sẽ không phải lo về cái việc phối hợp trở kháng giữa loa và âm ly, bởi vì là các nhà sản xuất đã thiết kế để chúng ta có thể sử dụng ngay lập tức với ngay cả những người mà không có nhiều kiến thức về âm thanh. Và nó được thiết kế với các bộ phân tần, bộ khuếch đại và các củ loa phù hợp tối ưu với nhau rồi. Đó, rất dễ sử dụng. 4. Đó chính là âm thanh nó có thể điều chỉnh trực tiếp ở trên loa. Và có nhiều loa, nó đã có cả equalizer và compressor cho phép chúng ta dễ dàng điều chỉnh ở ngay trên loa các bạn nhé. 5. Là nó có thể dễ dàng kết nối tín hiệu với nhiều loa trong dàn âm thanh. Chẳng hạn như tín hiệu từ loa full có thể đưa trực tiếp xuống loa sub. Chúng ta không phải phân tần cho nó nữa, bởi vì là phân tần đã được đặt ở trong loa rồi. Chúng ta chỉ cần kết nối tín hiệu với nhau thôi. 6. Loa chủ động nó có thể chơi tách bạch âm thanh stereo. Cũng là một chiếc loa thôi, nhưng chúng ta có thể nghe được âm thanh stereo ngay trong chiếc loa chủ động đó. 7. Là nó dễ sử dụng đối với cả những người không am hiểu về âm thanh. Đôi khi chúng ta chỉ cần một chiếc loa chủ động và một chiếc điện thoại là chúng ta có thể quấy tưng bừng rồi. Còn đối với loa thụ động thì muốn quấy tưng bừng thì chúng ta cần phải có cái âm ly nữa, đúng không? Ít nhất là chúng ta phải có âm ly, rồi là các cái mixer để chúng ta kết nối những nguồn nhạc, đúng không? 8. Đó là bởi vì loa chủ động nó được thiết kế nhiều thiết bị trong một, do vậy nó hạn chế được nhiều vấn đề do đường truyền. Chúng ta sẽ không phải kết nối quá nhiều dây tín hiệu hay là dây dẫn. Do vậy thì cái việc phối hợp trở kháng giữa các cái thiết bị nó cũng được tối ưu hơn. Do vậy nó cũng sẽ hạn chế được nhiễu rồi cũng như là
tăng cường cái tín hiệu trên tạp âm của loa. Về nhược điểm của loa chủ động, một thì chúng ta phải chạy dây tín hiệu âm thanh và nguồn điện tới mỗi loa. Hai là chúng ta muốn tăng giảm âm lượng thì chúng ta phải đến từng loa, bật từng chiếc lên và vặn volume của từng chiếc. Ba là chúng ta sẽ không thể quan sát các cái đèn báo tín hiệu, đèn báo mức tín hiệu ở trên các loa. Ví dụ như là nó đèn đỏ hay là đèn vàng hay như thế nào đó thì chúng ta không thể quan sát bằng mắt được. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn kiểm soát tốt cái tín hiệu ở trên vang số hay trên bàn mixer thì cái điều này cũng không đáng ngại. 4. Đối với loa chủ động thì nó có nhược điểm, đó là nó nặng hơn. Nó nặng hơn so với loa thụ động bởi vì nó được tích hợp âm ly. Do vậy thì cái việc di chuyển nó sẽ khó khăn hơn. Chẳng hạn như các bạn đi làm sự kiện mà mệt rồi mà bê cả loa mà liền công suất thì cũng tương đối nặng, tương đối vất vả, đúng không? 5. Đó chính là cái giá thành của loa chủ động nó đắt hơn rất là nhiều. Bởi vì nó được tích hợp nhiều thiết bị thì giá thành đắt hơn là đúng rồi. 6. Là việc sửa chữa loa chủ động thì nó có chi phí cao hơn. Bởi vì là khi mà hỏng thì chúng ta phải bóc tách từng thiết bị bên trong loa. Ở bên trong nó có phân tần riêng, rồi máng công suất riêng, đó. Rồi các củ loa riêng. Do vậy thì khi mà sửa chúng ta phải bóc tách hết, chi phí sửa chữa nó sẽ cao hơn. 7. Là chúng ta sẽ không thể ghép lối âm ly rồi. Việc nâng cấp cũng sẽ tốn kém hơn. Chẳng hạn như cái loa của bạn bị hỏng thì các bạn phải mang đi sửa, loa cho bạn sẽ không thể tận dụng được công suất cũng như là âm ly. Đối với cái loa thụ động thì hỏng loa thì chúng ta có thể lấy cái loa khác về ghép với cái âm ly của chúng ta. Trên đây là một số những sự khác biệt giữa loa chủ động và loa thụ động. Vậy loa thụ động cho âm thanh hay hơn hay loa chủ động cho âm thanh hay hơn? Thì chúng ta sẽ sang phần 5. Khi nói về chất lượng âm thanh giữa hai cái loa này thì loa chủ động và loa bị động nó không có sự khác biệt về chất lượng âm thanh quá nhiều. Thì loại loa nào nó cũng cho chất lượng âm thanh tốt. Cái sự khác biệt ở đây nó chủ yếu đến từ mục đích sử dụng của mỗi loại loa, sự tiện dụng của mỗi loại loa các bạn nhé. Đương nhiên thì loa chủ động nó được phát triển dựa trên loa thụ động. Vì vậy thì nó đã được cải tiến và có nhiều ưu điểm tốt hơn loa thụ động. Mặt khác thì loa thụ động nó cũng được tinh gọn hơn, việc di chuyển cũng dễ dàng hơn. Và với loa thụ động thì tín hiệu từ bàn mixer phải đưa tới công suất, sau đó đưa tới loa thì mới phát ra được âm thanh. Còn loa chủ động thì tín hiệu từ bàn mixer vang số chúng ta đưa trực tiếp tới loa luôn, thì nó cũng giảm bớt cho chúng ta rất nhiều các cái thiết bị rườm rà bên ngoài. Vậy bạn nên sử dụng loa chủ động ở trong các trường hợp nào? Thì chúng ta sẽ nên sử dụng loa chủ động ở các trường hợp dưới đây. Một là bạn muốn lắp đặt, cài đặt, tháo dỡ hệ thống âm thanh một cách nhanh chóng gọn gàng. Đó. Hai, bạn muốn âm ly và loa nó phù hợp một cách tối ưu nhất. Hay nói cái khác là các bạn sẽ không muốn phải tính toán nhiều về công suất trở kháng giữa loa và âm ly. Và nếu chúng ta khi mà mua sắm loa và âm ly, chúng ta rất hay đau đầu về cái vấn đề là lựa chọn công suất cũng như là trở kháng giữa loa và âm ly, đúng không ạ? 3. Đó là khi mà các bạn không muốn dùng bộ khuếch đại hay âm ly rời và cũng không muốn kết nối rườm rà giữa các thiết bị. 4. Khi mà bạn chỉ sử dụng một số đầu vào nhất định, ví dụ như bạn chỉ cần sử dụng 1-2 micro, một nguồn phát nhạc, đúng không ạ? 5. Thì chi phí của bạn dư giá cho dàn âm thanh thì các bạn cũng nên lựa chọn dàn loa chủ động các bạn nhé. Khi nào mà bạn muốn sử dụng dàn âm thanh thụ động thì một là bạn không muốn phải đi dây nguồn và tín hiệu tới các loa. Hai là bạn muốn tận dụng loa và âm ly riêng rẽ để chúng ta có thể phối ghép được loa hoặc và âm ly với nhiều loại với nhau. Bạn muốn ghép loa này với âm ly kia, âm ly này, âm ly lọ, đúng không? Loa cũng vậy. Hay là bạn có thể tận dụng các cái chế độ dồn kênh, bright trên âm ly để chúng ta gánh những chiếc loa có công suất cực lớn. 3. Thì bạn không có chi phí quá nhiều dàn cho dàn âm thanh thì việc lựa chọn loa thụ động cũng là tối ưu.
4 là bạn muốn nâng cấp dễ dàng hệ thống âm thanh hay âm ly chẳng hạn. Chẳng hạn bạn dùng một chiếc loa này một thời gian, bạn muốn thay đổi một chiếc loa khác, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái công suất cũ. Chúng ta chỉ cần mua một chiếc loa khác có công suất và trở kháng tương đương với âm ly là được. Tương tự với âm ly cũng vậy, bạn dễ dàng sử dụng âm ly khác kép với loa. Điều này nó khác biệt với loa chủ động. Loa chủ động chúng ta chỉ sử dụng với cái âm ly tích hợp bên trong, hỏng là hỏng luôn, không dùng được nữa. Đúng không? Thì muốn dùng thì chúng ta lại chờ đợi cái thời gian để chúng ta sửa chữa. Đúng không? Ngoài ra thì việc lựa chọn loa chủ động hay loa thụ động thì cũng cần căn cứ vào nhu cầu, sở thích, ưu nhược điểm giữa chúng, thì các bạn có thể lựa chọn dựa vào các phân tích ở bên trên của mình. Đối với mình thì mình vẫn ưu tiên dùng loa thụ động, bởi vì mình làm sự kiện, cái việc thay thế loa và âm ly khi mà xảy ra sự cố như cháy, hỏng nó dễ dàng hơn. Còn đối với loa chủ động thì việc thay thế sẽ khó hơn nếu mà chúng ta không có sẵn cái nguồn loa chủ động. Ngoài ra thì cái chi phí quá cao để mua sắm một cái dàn âm thanh, dàn loa chủ động có mức công suất lớn thì rất là cao. Đó. Do vậy thì mình vẫn cứ lựa chọn loa thụ động nếu tối ưu hơn. Và về chất lượng giữa hai loa thì cũng không khác nhau nhiều. Sau đây là một số lưu ý nhỏ để các bạn sử dụng loa chủ động cũng như là loa bị động được bền hơn. Đó là khi mà các bạn dùng loa chủ động thì bạn cần phải thiết kế một cái đường điện riêng cho chúng, tách biệt với các thiết bị âm thanh khác. Mục đích là để các bạn có thể bật tắt chúng một cách độc lập, tránh gây ra những tiếng nổ ở loa gây hư hại cho loa. Và khi dùng hệ thống âm thanh thì chúng ta cần phải đảm bảo một cái nguyên tắc, đó là khi khởi động dàn âm thanh thì âm ly sẽ được bật cuối cùng, mở nguồn cuối cùng. Còn khi mà chúng ta tắt hệ thống âm thanh thì âm ly cũng như là loa chúng ta sẽ cần phải tắt nguồn đầu tiên. Đó, chúng ta lại đi tắt micro hay là bản mixer trước, cái xung điện sẽ chạy vào loa sẽ gây ra tiếng nổ, và chỉ cần vài lần như vậy thôi thì là cháy loa thôi. Rồi, video của mình đến đây là hết rồi. Hy vọng qua video các bạn có thể lựa chọn ở loa chủ động hay loa thụ động, loa liền công suất hay loa công suất rời cho dàn âm thanh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share, subscribe, ủng hộ kênh và nhận những video mới nhất của mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.